Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo chuỗi công việc ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những công việc sẽ phỏng vấn bên mình vào ngày 15 tháng 11 lúc 15 giờ. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là làm về nội thất ô tô, như kiểu là bọc ghế da, cái đệm da nha các bạn nhé. Hình thức ở đây cũng là tuyển nhân viên chính thức, số lượng là 2 bạn. Và như vừa nãy mình nói rồi, các bạn gọi là thiết kế này, gia công này và bọc các cái ghế trong ô tô này. Địa điểm làm việc ở đây sẽ làm việc ở Tokyo và thời gian sẽ từ 8 giờ cho đến 17 giờ. Mức lương ở đây sẽ là dao động từ 18 man cho đến 20 man trở lên nhé. Trình độ tiếng Nhật ở đây chỉ yêu cầu hội thoại thông thường thôi. Những bạn mà có hứng thú với công việc này hoặc muốn thử sức với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình nhé. Thời gian ở đây là ngày 15 tháng 11 thứ 3 lúc 15 giờ nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia các buổi sân sự cụ theo bên mình để biết thêm các công việc khác. Bên mình thì tất cả các ngày trong tuần đều diễn ra sân sự cụ quen lúc 12 giờ và từ thứ 2 đến thứ 7 thì bắt đầu vào lúc 15 giờ nhé. Ngoài ra có gì thắc mắc các bạn có thể vui lòng theo số điện thoại dưới đây giúp mình 03 6206 8058 để được giải đáp và hỗ trợ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.